ngon. Nó thiệt luôn á. Nước Việt Nam này mà nói về tới người mà được mẹ vợ thương ha, chắc bà cũng đứng không có số lắm mà. Nói kể với nhà nghe. Chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thần Mập Food của hai chồng Mập nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì hai vợ chồng Mập cũng sẽ ăn cơm với lại rau với lại thịt luộc với lại những cái loại mắm của anh Mập nha. Là mắm cá chèn, mắm cá linh với lại ba khía với lại mắm tép nha cả nhà. Mắm tôm chua. Mắm tôm chua nha cả nhà. Ai thích gọi gì thì gọi cái đó nha. Thì ai muốn mua ủng hộ Mập á cả nhà, thương Mập với lại bé Kim, ủng hộ hai đứa để có kinh phí làm clip nè. Thì cả nhà liên hệ với lại số điện thoại của Mập hoặc là Zalo của Mập nha. Thì Mập sẽ ghim cái menu những cái sản phẩm Mập bán, những cái món ăn của Mập á bán á, Mập sẽ ghim ở trên đầu bình luận để mai mốt sau này Mập cũng vậy nha, cũng ghim đến đầu bình luận nha cả nhà. Muốn mua thì cả nhà liên hệ nha, ghim cái những một cái list sản phẩm, một cái menu ở bên những cái món bên Mập bán, rồi Mập sẽ ghim số điện thoại lên, rồi cả nhà muốn cả nhà liên hệ Mập thôi, mốt không quay cáo nữa. Ăn nha. Rồi mà cả nhà cùng ăn á, mai mốt không quay cáo nhiều nữa cả nhà ơi, chỉ lên nói sơ sơ vậy rồi ghim menu rồi cả nhà cứ lấy. Rồi cái bên đây là mắm cá chèn cả nhà đó. Cá chèn này ha, là nó mắc hơn cái mắm, những mắm khác nha cả nhà, nghe nói nó ngon lắm. Nhiêu tiền? 370 ký, hở mấy 350 mà lò lên 20.000 anh phải lên theo. Mời cả nhà ăn nha. Đây anh gấp cho em miếng mắm cá chèn nè. Nhưng mà của em là miếng nhỏ nha. À, cái này là nguyên con á cả nhà, nhưng mà mình anh thấy sao có nguyên đây nè. Nhưng mà mình nhấp ra một miếng ít nhỏ để cho mình ăn á cả nhà. Chứ mấy kim giống như là mấy kim không dạng miệng á nhà, chứ cái này cũng nhỏ chứ không có bự. Với lại bự quá thì sợ nó mặn á. Cái này mình trộn tỏi ớt rồi đường một ngọt này kia, nó không có mặn lắm cả nhà. Nghe nói mắm cá chèn à, mẹ nói ăn với bún á ngon. Ba khía cả nhà, mình có thể chấm rau với bất cứ cái nào luôn trong cái này. Ba khía này là bỏ thêm ở quên thẳng chanh đó nội, bỏ thêm tỏi ớt đó cả nhà, mình xay á. Còn cái này nè là nguyên bản mình bán luôn. Ừ. Rồi múc ra thôi, bây giờ nặng chanh vô. Chấm rau ngon cả nhà ơi. Ai muốn luộc thì chấm rau luộc, còn Mập với bé Kim chấm rau sống thôi. Ấy lên, trộn trộn nó lên cho nó thấm xuống dưới nè. Cái này là cà tím nữa nha. Có người kêu là cà phổi. Đây bên này có thịt luộc nữa nha. Cái này là mắm cá linh nè. Ở nhà nấu bún mắm, mắm kho hay gì gì á, có mắm cá linh. Nấu mắm cá linh là ngon. Mắm cá linh nó gặp cá chốt, rồi bà nấu cái mấy cái món đó ngon. Mắm thì cũng mặn đó nha. Cái này là có bỏ thêm đường với lại bột ngọt á. Mắm cá chèn nó mềm cả nhà. Cái mình xay tỏi ớt á cả nhà bỏ vô. Ăn mà nó cay, nó mặn, nó ngọt ngọt. Ngon quá. Mắm á thì nó nguyên con vậy nè. Nhưng mà bắt kim cắt ra nè.
Ngon. Hôm nay Mập với bé Kim làm cho cả nhà, có lỗi với cả nhà nha, làm cho cả nhà đau khổ. Còn ba khía nè, ngon nhất là cái nước chứ không phải là thịt cả nhà ơi. Theo cá nhân của hai đứa mình nghĩ là vậy nha. Nó còn thịt nhiều lắm cả nhà. Ăn cái thịt này cả nhà. Hồi xưa hả, không biết ăn má khía á, mua vợ mặn quá phải không, đòi ăn cái càng, nghĩ cái càng có thịt á mặn cái mà, thật sự ha, cái ngon nhất là cái mình nè. Cái này là Mập đã trộn tỏi ớt đường ngọt hết rồi cả nhà. Giờ cả nhà chỉ dắt chanh vô, ví dụ như thấy còn mặn quá, nhưng mà không có mặn lắm đâu. Tại vì bác khí muối mình trộn á, nó trộn từ con ba khí muối nên nó phải mặn nha cả nhà. Giống như ba khí người ta bắt lên trà gỗ xong rồi người ta ngâm với muối á. Nước mà anh Mập nhận được á là mặn lắm. Ướp trong muối á với nước biển á. Ủa không, không phải, nước muối á. Nước muối, nước muối mà mặn mà để hộp cơm nó nổi lên luôn cả nhà. Trong muối vậy nó không hư. Rồi lại là mắm ba khía, ba khía muối. Mà khi mình trộn lên là ba khía nó thành phẩm rồi. Nhưng mà ba khía nhà của mình đó là có chỗ người ta bán á, người ta sẽ nấu nước đường lên rồi người ta để vô ba khía á. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ không còn thơm mùi ba khía nữa. Còn ở nhà là trộn đường trực tiếp vô ba khía luôn thì nó cũng giữ được cái mùi người ăn ngon á, người biết ăn khía thì sẽ gọi là mùi thơm ba khía. Nhưng mà người mới ăn ba khía thì sẽ gọi là mùi tanh của ba khía. Bữa có bé kìa, không biết bé có đang coi clip không? Ở bên quận 4 á, bé nói không, mua 7 chỗ ba khía rồi, ăn không được. Để chiếc này mua của anh Mập nữa thôi. Cái dao qua Mập cũng hồi hộp nữa nha. Tại vì bé khía ở đâu cũng giống nhau, thì Mập chỉ trộn đường một ngọt rồi thôi. Nhưng mà đâu ngờ là ba khía Mập là lấy Cà Mau luôn nha cả nhà, chín gốc luôn nha. Thì bé nó nói là hôi lắm, mấy chỗ khác hôi lắm. Còn để mua của anh thử sao, cái bắt đầu bút xe là bên đây hồi hộp rồi, cái nhận nó nhận xong rồi ăn cái nó trời ơi bơi ăn được, ăn được ngon ngon. Như là cả nhà biết sao không, là ba khía này mẹ của mình á, là nặng từng cái gì cho mau thế nào, cái ức của ba khía á, ức á cả nhà, ức á nặng ra từng con luôn, với lại mẹ bỏ mai hết hả. Chỉ lấy mình với que không á, một ký không có tính mai chẳng. Còn khi mà người ta bán cho mình á là người ta tính luôn cái mai. Nhưng mà để vậy một ký ba khía không, mẹ làm ra thành phẩm không còn nhiều á. Nhiều người, người ta lại thích ăn mai nha, người ta thích cái mai xúc cơm vô ăn á. Mà có mai thì đâu có thịt gì đâu ăn. Mà có cái gặp thì mẹ cũng nạo ra rồi cả nhà, nạo ra để trong cái nước ba khía này luôn nè. Đâu gầm biết kìa. Thịt luộc nè, thịt luộc ăn kẹp với này ngon nè. Hoặc là ý ba khía cũng được, nhắm ba khía. Chấm nước ba khía ăn ngon chứ vậy. Ba khía á, là chỉ có núp cái nước ăn hả, núp cái nước á mới ngon. Ngon quá. Ngon hả? Không hả. Ăn gì ăn hết. Tưởng giống trái cà bữa. Nãy mình kiếm mua trái cà nó không có. Không, phá cái nước ba khía này quá.
Mắm á thì Mập lấy Châu Đốc, không có gì mà không chia sẻ được hết. Chỉ thẳng luôn là Mập lấy Châu Đốc, còn Ba Khía Mập lấy Cà Mau. Ba Khía với mắm tôm chua nè, tôm chua nè. Ngon lắm thôi nha. Ai hôm nay mà xem mấy cái mắm này nè mà không ứa nước miếng á, người đó chắc cũng thần tinh thép. Ủa thì tinh thần thép, thôi nói thần tinh là cái gì. Nói vậy á, là Mập với bé Kim là tự tin về cái độ chọc thèm của hai đứa đó nha. Ngon quá. Mà thật sự ha, cái Ba Khía này nè cả nhà, không hề có bí quyết gì luôn á. Chỉ có đường với lại... Ủa? Trẻ ngậm nè, sống được hả? Mẹ để cho luôn nè. Được. Với lại... bột ngọt. Cái này là cả nhà, cái phe cả nhà. Cải này nè, là cải sạch của mẹ chồng á. Hồi nãy chạy lên sân thượng hỏi Linh Linh, mẹ ăn cải mà cải lá nhỏ không? Tưởng ở đâu có trong tủ lạnh có gì, cái chạy lên sân thượng hỏi. Cái hồi xuống cầm thấy cầm rồi biết gao lên à. Hay không? Cả nửa tháng rồi. Ủa, cả tháng rồi không lên sân thượng. Không biết vợ chảnh cái gì chảnh. Có khi nửa tháng à, nửa năm anh cũng có lên đâu. Ở trên sân thượng đó nha, là phơi đồ rồi mẹ cầm rau rồi chứ đâu có làm gì chảnh đâu, anh để mấy cục nóng mới lạnh thôi. Rồi phơi đồ thì mẹ phơi hết trơn à. Tới đồ của hai đứa mà hai đứa bận á, rồi đồ hai đứa về đây, đồ của bánh mì mẹ cũng xếp sẵn rồi cả nhà, mà bỏ vô tủ mà không có thời gian bỏ luôn á. Nó thiệt luôn á, nước Việt Nam này mà nói về tới người mà được mẹ vợ thương ha, chắc Mập cũng đứng không có số lắm mà. Nói kể với nhà nghe là bữa đó không nhớ bữa nào, nhưng mà chứ không chính xác bữa nào, là bà Kim này hay xuống mẹ thức trước Mập. Thì thường thường á là thức sớm thì mẹ sẽ mua, chưa đi chợ thì mẹ sẽ thấy thức rồi mẹ sẽ mua đồ ăn sáng đó nha. Cái không biết bữa đó có còn một bịch phở hay bịch gì biết chưa. Cái bà này mới nói thôi để con ăn phở, cái mẹ nói thôi mẹ ăn mì đi. Mày để bịch phở đó cho thằng Linh. Cái bà này mới nói không biết rồi, bánh lên kể mình không biết là tôi con ruột của mẹ hay là anh con ruột của mẹ nữa. Thật sự luôn á, nhiều khi ngần ngại không biết ai là con ruột nữa cả nhà. Nó cười. Ngon quá. Nói vậy ăn mắm tôm chua không? Có. Mắm tôm chua nè, Ba Khía nè, mắm guốc chao nè, Mập lấy chung một chỗ.
mắm cá chèn á thì thấy nó thơm hơn là cá linh. Ừ. Vậy nó cũng mềm mềm hơn. Đúng rồi. Mấy mắm cá chèn á nha, không phải là mình nói gì mấy người không biết ăn, chứ mắm cá chèn á đa số là mấy người lớn tuổi biết ăn ở nhà. Nó giá cao vậy chứ mà bán là mấy người biết ăn tao mua 2-3 kg cơ mà. Nói vậy cái có nhiều anh chị vô muốn mua mắm cá chèn á, nó thôi mày nói mấy người biết ăn, không lẽ là tao không biết ăn hay là gì không. Bắt lỗi mắm cá linh mình thấy vẫn là quen thuộc nhất. Ừ. Nhưng mà mình sẽ mua mắm cá linh. Mắm cá linh đó giờ mà bán nhiều nhất luôn á. Mắm cá linh là quen thuộc nhất từ hồi nhỏ. Mà đó giờ bán á, không có một cái sự cố nào cho mà có sự cố bán mắm á nha. Kể cho nghe là hồi đó mập lên một cái clip mà ăn mắm cũng ăn rau giống vậy nè. Cái có bé kia, bé bên Mỹ, bé mới đặt mắm. Cái điện thoại về mập đặt mắm mà lúc đó mập trộn lên rồi cả nhà. Cái đặt đã rồi, đặt 100 kg. Cái mập cũng làm kiểu như làm hàng hết rồi. Cái tự nhiên cái bé dễ trứng lên mới kêu là à, nhưng mà anh trộn, trời nghe tối nó trộn cái là làm mệt trong người rồi. Anh trộn sẵn giùm em hết luôn nha. Cái nói ủa anh bán mắm nguyên chất mà. Cái nói trời ơi anh ăn anh nói trộn thì bộ mà mập đâu có nói trộn đâu. Mập nói là bán mắm nguyên chất, còn cái này là mập trộn. Bé nghe sao á, xong cái quỷ hết 100 cái mắm đó nha. Là cái đó là một cái sự cố là bé đó bên Mỹ á. Nói là phải trộn cho em, trộn từng ký. Ở bên đó không ăn bột ngọt, nên không thể nào trộn được. Nhưng mà thường thì mập lấy á, một lần bé có 40-50 kg cá linh mập bán rồi. Lấy ít thôi. Là tầm ít ngày hay là tầm đầy mắm này để lâu mới nhờ. Nắm này để có khi cái hạn sử dụng của nó là 1-2 năm luôn á. Nên lấy một chiến vậy lấy chừng vài chục ký thôi. Rồi lấy cái này cái kia cái nọ nữa. Chứ không phải là lấy mắm cá linh gì cả 100 kg. Nó bé lật xong nó bé quỷ. Cho mượn muỗng nè. Cho nước bạc khía ăn. Không chịu. Ai nãy giờ chưa ăn đâu nhất. Ăn những miếng cà. Đấy. Ăn mọt cái cây là cái gì á? Cái cù nèo giống tơ tượng á, nó hỏi tơ tượng á. Đắng hơn. Ôi vậy khỏi. Nhớ có cái nào đắng đắng á. Ừ nó. Cái cây của nó thon hơn cái tơ tượng. Công nhận ăn mắm cá chèn với mắm cá linh nó khác nhau hoàn toàn. Mắm cá chèn ăn vô miệng cái cảm giác nó sang sang. Cảm giác nó mắc mắc. Ngon thiệt á. Nhưng mà bé Kim vẫn thích cá linh nha cả nhà. Người hướng nội mà. Người hướng thích nội mấy cái hay truyền thống. Người hướng nội đi đi ngược lại với cả thế giới. Cái gì? Vậy là người hướng nội sống theo cái câu nói gì? À, tôi cười, cái gì họ cười tôi vì tôi không giống họ hả? Ừ. Tôi cười họ vì họ quá giống nhau hả? Ừ. Tóm lại mạnh đứa nào rất cười.
cũng lâu rồi không làm nước mắm á, giờ có em á. Món này là bé Kim đề xuất nha cả nhà. Chứ hôm nay nói cả nhà là quay chân gà. Bữa trước em hứa nha. Mai mốt á, mà ăn trúng món nào mà Mập bán cả nhà thì Mập sẽ nói là món đó Mập bán xong rồi. Mỗi ngày Mập sẽ ghim ở dưới cái menu, ở dưới phần bình luận cho cả nhà dễ biết để đặt, dễ tiện hơn, khỏi bị làm phiền. Để lên quảng cáo hoài cũng làm phiền cả nhà. Em biết con cá chèn sống không mấy Kim? Không. Thì nó y chang vậy nè. Cá chèn hay là cá chèn hay cá phèn hay đúng không? Nó dài dài. Nó kho ăn cũng ngon, kho khô. Thơm ngon đến giọt cuối cùng. Không có cái mắm của em. Thịt luộc mà kẹp với mắm tôm chua thôi. Thịt luộc kẹp với mắm nào cũng ngon. Chấm nước ba khía cũng ngon. Mắm Thái luôn. Mập có mắm Thái luôn. Kẹp với vô mắm còn dữ nữa. Nhưng mà vô mắm á, trộn tới đâu ăn tới đó. Chứ mà để vô trước á, ăn thấy thịt luộc nó không ngon. Nhớ hồi nhỏ sao? Cái mẹ hay làm vô mắm á, cái sắc thịt ba gọi nhỏ nhỏ bỏ vô. Mà sao nó không có đông mỡ nha. Còn bây giờ đông mỡ dễ sợ luôn á. Rồi hồi nhỏ cứ lựa thịt ăn không mà không ăn vô mắm. Giống, hoặc là ăn 10 miếng thịt, 1 miếng vô mắm vậy đó. Hồi lúc nhỏ mình chưa có phát hiện được cái sự ngon của dưa mắm. Nhưng mà hồi nhỏ ghét ăn bánh tét bánh ít đó. Mà bây giờ hay lớn lên ha. Lâu lâu có thèm ghê luôn. Bà Kim này bà thèm thì thấy ác lắm cả nhà. Lâu lâu nói trời ơi trời. Bây giờ mà ở đâu ra có cái mâm đồ mà đồ đám ăn cho đã, đám giỗ, đám cưới rồi dưới quê không? Nói đâu có. Cà ghi rồi này kia ha. Rồi đôi bánh hèm bánh ít bánh tét. Hèm bánh ít bánh tét mới dữ. Mà giống như quê mới ngon cả nhà. Chứ giờ mua trên đây gì không có. Nói là chấm gì cũng ngon hết. Mà riêng cái này đắng quá. Có ăn được quầm không? Có. Cái này bà bán rau không có vụ các anh. Có lần mà mua đậu gồng về ăn nhai không nổi luôn sơ. Dạ. Hết sảy rồi. Ha ha ha.
hai đứa ăn rau với nhau. Mày kiếm cái kẹo mà kia cho cả nhà coi cái độ thịt của nó. Rồi đây cái kẹo này. Ủa cái này là cũng không phải cái kẹo ấy nữa. Thôi cái mình đó đi. Nè cả nhà. Cái mình nó ngon lắm rồi. Ý là anh lấy cái kẹo để anh cắn ra cho cả nhà thấy. Em không làm như em không thích ăn kẹo, không ghép kẹo hay sao? Không. Ừ. Chắc vậy á. Không thấy có cái kẹo luôn á. Nè nè, cả nhà. Nhìn miếng thịt tới trên cái mình nè. Mày biết không, bác khía thịt cái này. Chỗ này người ta bán 3 size. Là size mà 65 ngàn một ký. Size 95 ngàn một ký. Size 125, 130 ngàn một ký. Mà lấy 125, 130 ngàn. Bởi vì bán không có lời nhiều chứ nha. Có lời, bán phải có lời. Mà một ký về lột mai ra nè. Rồi không? Rồi lọc mấy cái giống như nãy mấy Kim nói á. Mà bán 21 cái à. Một ký trộn lên á. Là đâu có còn được nhiều đâu cả nhà. Lột ra hết trơn còn được 600-700 gram à. Thiệt sự luôn. Không ai bán mà nói giá nha. Giá nhập vô luôn. Ngủ không? Thật tình. Ngủ không? Hay hay trả lời hay nha. Em còn bất ngờ mà. Mập nó giá với khi bất ngờ luôn cái nhà. Bà khá là mua vậy ha. Cái nhà chỉ cần trộm đường với lại nói tiền xe ớt. Nói tiền xe với Cà Mau lên thôi. Một thùng 15kg bà khía. Một thùng tính một thùng á. Chứ không làm mập lấy không phải 15kg đâu mà lấy nhiều. Một thùng 15kg là hết 100 ngàn à. Tỏi ớt, đường, một ngọt. Dễ ha. Trộm như ăn là y chang của mập ấy. Không biết biết gì đó. Tỏi rồi. Bởi vậy mập chặn đầu trước rồi. Mập đâu có... đâu có bán cái loại mà không trộn đâu, về cái cả nhà trộn rồi mập đâu có bán được. Với lại biết sao cái nhà hồi đó mập bán rưa mắm cũng vậy, mập có vẫn bán cái nguyên chất không có trộn, nhưng mà mập bán vậy cái nó lộn xộn xì ngầu hết trơn á. Cái nhiều khi gửi lộn này kia nữa. Như lại lúc lúc còn trộn mà hết trộn thì chưa có. Nên bây giờ là bán một thứ một hàng cả nhà. Chứ giống như chân gà cũng vậy nữa. Hồi đó làm số Thái với xã Tắc lắm chứ. Nhiều khi còn xã Tắc quá trời luôn mà. Cái ai cũng hỏi số Thái không à. Cái giờ cái dồn lại bán toàn là xã Tắc không à. Không bán số Thái nữa. Ai hỏi nói hết luôn à. Ai mà ủng hộ mập được xã Tắc thì ủng hộ. Bán nhiều khích lắm. Cái gì vậy? Ăn chanh chấm mắm. Sư phụ. Hết rồi cả nhà. Sắp tàn thiệt rồi. Đi đây, này đi. Quá là ngon.
Xong hả? Ăn hổ miếng chanh chấm mắm à. Thôi ăn khùng chết. Nào. Mắm nào? Mắm nào cũng được. Đừng chấm ba khía. Mắm nào có con mắm á. Trời. Giống như nặng chanh lên con mắm thôi. Ừ. Còn hai miếng hai đó mình ăn à. Dạ. Chưa. Thôi má ơi. Chua quá. Với lại biết gì không? Cái miệng anh mới hồi trưa nó bị nứt môi á. Vô nó ghét quá. Trời anh hung dữ quá. Rồi thôi cả nhà. Thì con nhỏ này. Cả nhà ơi, hai đứa là ăn cơm với lại mắm rất là ngon. Ăn quá trời gao luôn. Sao nữa? Hết cơm rồi, hai đứa mình xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà mà thương Mập với bé Kim, thích Mập với bé Kim nè, thì cả nhà ủng hộ hai đứa bằng cách like, bình luận, rồi chia sẻ clip và đăng ký kênh nha. Còn nếu mà cả nhà muốn ủng hộ Mập thì ở dưới phần bình luận á, dưới phần mô tả thì Mập có ghim số điện thoại đó, cả nhà cứ alo cho Mập nha, là có mắm ăn nha cả nhà. Còn bây giờ thì hai đứa ăn xong rồi cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào 6-7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.